Hello, xin chào anh em. Bữa nay mình đang sang băng cho mấy người băng nha anh em. Em là vừa sử dụng máy băng á, cái băng á, thì anh em đang sang băng nha anh em. Máy này mình dùng máy cổ xưa, đang sáp. Vít Sato. Đây là máy băng. Đây mình đang chạy đây băng, đây mình đang xóa băng anh em. Nào có mua mình gáp đặt cái băng gì nè. Mua một máy có hai cùng băng nha anh em. Đang chạy băng xóa băng cho nó sạch lên lo dịnh vô bị nhai băng anh em, lo bớt này lại trả đồng băng này. Anh em có nhu cầu sử dụng đó liên hệ mình, máy băng máy thẻ âm thanh tất cả các loại chuyên gì mình đó. Thì đó là đánh cúng núm cầu cuốc chẳng nghịch nhẹ nhất mặt xéo giấy kia rồi lấy rồi đây nè, tình hình gửi cho anh Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang, người gửi Đồ Sơn. Mấy sẽ gửi cho anh em. Rồi, hello, chào anh em.